xin giao lưu với anh em một cây trái dây sống khỏe nha anh em. Cây này có cái hành gốc là 16, cao tới cành luôn là 1m2 nha anh em. Cái cục biếu của cây là cây có cái cục biếu là vành 28 nha anh em. Rồi mời anh em xem một vòng này. Cây dáng trực có cái cục biếu vàng sáng rất là độc lạ ha anh em. Hành gốc 16 ha, cao tới cành là 1m2. Cái cốt là 1m ha anh em, cái cốt cao 1m. Rồi. Đây cây trắc dây ha anh em, cây trắc dây sống khỏe nha. Biếu to ha, cục biếu quanh 28 ha, hoàng sáng này. Rồi tiếp tục em xin giao lưu với anh em một cây linh sam, cây linh sam lúa nha anh em. Cây này có cái hành eo chỗ này là 16 ha, hành trên này ngang cái cục bự này là 28 ha, cái cốt cao 20, tính luôn cái canh là cao 40, cái tàn ngang là rộng 30 ha anh em. Đây. Đó. Cây linh sam lụa dáng thú. Cây có cái dáng trực hoành ha anh em. Đó. Rồi, mời anh em xem tiếp tổng thể. Cảm ơn anh em đã xem ha.